cái chuyện này là cái chuyện quan trọng, nó có chấn động là cả hoàn cầu thế giới. Bây giờ cái chuyện gì đó là năm nào cũng phải chấn động cả thế giới chứ không có nói riêng ở nước nào hết á. Thì bây giờ nó mấy ông thấy rõ ràng bước qua cái năm mạng này rồi, đó là động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nó rồi Việt Nam mình phải qua bển tiếp viện, nào là gạo thóc, rồi nào là người qua bển tiếp viện, thấy không? Cái này là nó thực tế không? Phải thầy nói là việc sẽ đến đây tiền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Nghĩa là máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thành chi như thể tên bay. Thì đường dinh dục rủi mai chỉ có lát à. Nếu bà con nào mình làm ăn cái gì ra không, thì mình bây giờ mình thử giống đức thầy thì mình nhìn ra thế giới nha. Đang mà lo tu nó kịp với cái thời gian sắp tới đây, giờ này tu còn kịp, tu còn kịp nha anh em. Kiều bào mà ở Việt Nam mà đi mặn nước ngoài ráng lo niệm Phật nha, thầy mới cứu được đó. Ráng lo tu niệm đang thầy cứu cho. Bây giờ đi ngoài không có cúng lại được gì trơn là ráng lo niệm Phật, nó kịp với thời gian. Chứ bằng không có mèo này là dữ dội à. Mèo kêu là ba tính lâu sau, đến chừng rồng rắn là máu đầu chỉnh ghê đó, là giặc giả nó tới à. Chứ không phải nói cái chuyện đơn giản. Đức thầy nói là không có nói chơi, ông Phật mà xác lệnh đàng hoàng, phải không? Mà nó ăn với cái câu giảng là của đức thầy nó giới thiệu đó, như là trạng trình truyền sống có mấy lời là năm rồng, rắn, ngựa, dê, chúng sanh thế giới. Nghĩa là ê hay thấy thôi hết đó. Thì quý vị thấy cái này đâu phải chuyện đơn giản. Mà nếu tí sủ nó không có thì cái năm thìn này làm gì có. Mấy ông có đồng ý không? Là phải có, phải không? Có thì phải tu, mới tu mới được, phải không? Còn nếu không tu là chuyện này bị phạt, chứ không phải chuyện là đơn giản được. Còn nữa, còn ngoài ra đó thì ở đây Robert Thành có cho giống như là chân dung thầy, hình thầy, củ quyền này kia đó, quý vị đầy đủ hết. Hình thầy thì nếu quý vị mà muốn mà theo kích cỡ của gia đình mình đó, thì quý vị cứ đặt Robert Thành ha, Robert Thành sẽ gửi cho quý vị. Còn nếu mà quý vị mà ai mà bị đa xương khớp thì nên nghe cái chuyện này rất là hay luôn. Đa xương khớp giống như cha mẹ quý vị đó cũng bị, hay là quý vị bị đó, thường thường đó thì Quốc Thành được biết đó là cỡ chừng 30 mấy 40 thôi là bà con đã có dấu hiệu là xương khớp rồi đó quý vị. Do thứ nhất là mình đi làm công nhân nặng này kia. Còn Quốc Thành đó là mới có 20 mấy tuổi 30 tuổi thôi, nhưng mà Quốc Thành bị một căn bệnh rất là như là hầu như là ai là cũng tuổi Quốc Thành là cũng bị hết, đó là thằng kinh tọ quý vị. Thằng kinh tọ này là lúc trước Quốc Thành không có biết, nhưng mà sau khi mà bị rồi đó, mình uống hết đó mình mới biết được. Thằng kinh tọ nó bị từ xương sống, nó bị xuống dưới, nó cái dọ dưới nó nhức hoài đó quý vị. Nó nhức bực, nó nhức ở trong, nó nhức ra, nó nhức kỳ lắm, giống như là mình đang là điều khiển cái bắp thịt của mình vậy đó. Nhức kỳ lắm. Nhức một thời gian, nó nhức được đâu gần nửa năm vậy đó. Là Quốc Thành bị nửa năm, khi mà cứ vợ xong là bị. Xong mà cái Quốc Thành nó uống cái cặp thuốc này quý vị. Đó, cặp thuốc này. Cặp thuốc này đó là chuyên trị về đa xương khớp, dành cho những người già. Trẻ cũng được, già cũng được, ai cũng được hết. Nhưng mà chị mình không có uống dành cho những người mà những trẻ em mà từ 14 tuổi trở xuống nha quý vị. Đó, xương khớp này nó cũng mạnh đó. Bởi vì nó không có dành cho trẻ em từ 14 tuổi trở xuống. Đó, nhưng mà theo Quốc Thành từ 14 tuổi trở xuống đâu bị xương khớp đâu mà uống cái gì. Mới bị làm biếng á. Đó, rồi. Bây giờ đó thì Quốc Thành sẽ chỉ quý vị cách uống và cái phần thuốc này bao nhiêu tiền và tổng cộng là bao nhiêu. Một cặp này đó là nó 350.000. Nó chỉ đa xương khớp. Nếu mà bà con á, mà ai mà chưa có mà biết Quốc Thành ở trên mạng đó, thì cứ coi thuốc, coi video xong, giới thiệu xong, có thể mua tham khảo 7 ngày. Nếu bà con chưa tin tưởng nữa, Quốc Thành sẽ để quý vị uống trong vòng 7 ngày Quốc Thành mới lấy tiền. Quý vị thấy không? Uống trong vòng 7 ngày Quốc Thành mới lấy tiền. Đó. Uống xong thấy hiệu quả gỡ tiền Quốc Thành, không thấy hiệu quả gỡ thuốc lại trả Quốc Thành cũng được luôn quý vị. Còn nếu ai mà thấy bình thường mà uống rồi đó, được rồi đó, thì cứ dùng nhé. Đức thầy cho biết thì trong môn giáp mà nhiều giáp hồi đó tới giờ cũng nhiều anh em, nhiều đồng đạo đi trước cũng như ông bà. Mà bàn thì thôi giáp lớn giáp nhỏ gì hết biết, mà bàn nó không có trúng. Bàn nó trặn rồi, nó không có phù hợp, nó không ăn. Vậy thì hôm nay thì cái quả quyết là trong con giáp này, trong giáp này nè. Vậy thì mình là người ngu người dốt mà, thì đức thầy dạy như vậy thì mình tri ra coi. Cái người ngu người dốt thì chắc đó là tí sủ dần mẹo thình tiện ngọ mùi thân dậu tức hợi là hết, chứ không có bạn gì nữa trơn đấy.
là vì Đức Thầy nói việc sẽ đến để truyền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thạnh xuyên như thế, tên bay thì đường dinh nhục, chỉ rủ mai con lạc. Thì thưa với bà con cũng như thưa với đồng bào Việt Kiều cũng như các nơi các nước, mà nếu nhìn được cái clip này thì vậy là chúng ta phải trở về cái nội tâm để nhìn lại giáo lý Đức Thầy, để nhìn lại rồi coi coi Đức Thầy nói coi trong môn giáo này nó có hay không, tại sao nó rủ mai con lạc. Vậy thì hôm nay vào cái năm Tý thì Đức Thầy cho biết đó là ta dừng tay chờ đợi lệnh thiên Đức Ngọc Đế siêu phong cho chúng. Ngài xưng cách cậu xa làng người quê quán chợ như thoàn linh đinh ở trong này. Thì bà con biết rồi. Vậy thì hè vào cái năm Tý đó, cái đêm 30 đó thì nghĩa là lốc xoáy, mưa đá, sập nhà sập cửa mà Đức Thầy giới thiệu trước. Nghĩa là ách trời nắng nước thình lình sập nhà sập cửa rồi mình ở đâu? Cái câu này hình như chưa có cái nước nào mà để trả lời được. Vì lục báo, nghe không? Mưa rồi sập nhà rồi ở đâu? Thế là chưa được. Cộng thêm sáng đóng cửa khẩu, phải không? Dịch nghĩa là bệnh Covid-19 nó tới, nó làm cho nghĩa là điêu đứng, làm cho trở ngại mà không được. Đất nước nào cũng vậy hết chứ không phải riêng ở Việt Nam không. Thì bà con thấy coi nó có chính xác là Đức Thầy trong con giáp mà những cái năm Tý nó đã có xuất hiện như vậy, cũng như mở màn. Vì tuần xưa kia sắp đặt đã lâu, phải triển xây trái đất một bầu, đang lừa lọc con tiên cháu Phật, lừa lọc thấy như vậy mà tin Đức Thầy vô trong mà tu, phải không? Mà nếu không tu thì coi chừng nó là không có hưởng được cái phước. Vậy thì cũng nhiều anh em, rồi cũng nhiều đồng đạo bà con đó, vậy thì không tin, thấy không? Nên là không có tin rồi là này kia nọ rồi cũng bằng ăn, rồi cũng bị thất bại đó. Bây giờ đó là đóng cửa khẩu rồi về là hợp đồng trồng cam trồng quýt gì làm cho chợ đi bán được có ngàn ký khẩu, thấy không? Đó rồi bây giờ cái năm Tý là bệnh dịch giống như kể như nó qua đi, Tý Tý Sửu, thấy không? Tý Sửu gì thì bây giờ là quý vị đâu phải chuyện đơn giản, con Sửu này đó là con trâu nó kình càng, mà ông ba cũng nói là thế gian chứ khá cỡ trâu, hai sừng nó nhọn nó đâu để mình, là tất nhiên con trâu này nó chém đó, nó chém nó ruồng này kia nọ, là giống như các ngài nói cơ là các nơi mà không được. Cho nên ông nói là liền tới đó là Sửu dần đa bệnh, lại còn đa binh, đa bệnh nghĩa là nhiều. Nói vậy thì năm Sửu cũng còn dẫn bệnh. Vậy thì bây giờ đó là cộng thêm đi lục bão ở miền Trung, tan tác hết trời đó, quý vị thấy không? Mà lại là sáu tỉnh miền Tây này mà lũ túng, thì ăn với câu giảng của Đức Thầy là Nam Kỳ không phải sống riêng, còn phải lo cung cấp cho miền Bắc Trung. Đó, thấy không? Mà con thấy rõ ràng Đức Thầy nói trước mà nó có sao. Mà nói cái này là dễ hiểu, dễ tin mà dễ biết, phải không? Mà cái người ngu dốt gì cũng biết, nó rõ ràng chứ đâu có gì nữa. Nói vậy thì bây giờ cái năm Sửu nó đã vậy rồi, thì Sửu rồi tới năm Dần. Đây dòng họ tôi đây là chứ không đâu xa, chứ tôi không nói người ngoài mà nói này nó dính tùm lum á. Về tôi phiên căn, tôi thôi đi mà ăn nước ngoài về đó, không tiền bạc thôi gom gì hôm này đi mua đất vòng vòng á An Giang nè, để cắt cốc rồi hay là theo mấy ông đạo tu. Nó nói trời ơi, ông tối ngày ông lại nói có nhiều muốn tu về cơm gạo đó ăn, là nó vậy à, nó đâu có nghe mình đâu. Đảo qua đảo lại rồi cái nó ăn tết rồi là nó bay máy bay về bên Ukraine bên đó, đang mà lao động mà ăn giàu đem tiền đô về không. Nhưng mà ngược lại rồi đi cái bánh chưa kịp làm thì tổng thống Nga đó là nó phát lệnh nghĩa là bắn tên lửa liền, thấy không? Đó như vậy mới ăn với câu giảng của Đức Thầy là khắp thế giới nha, cửa nhà tan nát hết đó, cùng xóm làng thứ thứ của đi đi chỗ này thì sách vô sách chạy trốn qua bên nước đó là cái bên nhờ tà đại sứ Việt Nam để mà đi máy bay về Việt Nam, giác đó đó mới điện về cho cậu hai
nay ơi giờ khổ quá nghe không, từ hơi nghe không, bởi vì giống lén đây tan này rồi đó, mình nói cái này là nó một cái thực tế, nó là qua cái năm dần, nó rồi bây giờ năm dần hết, năm dần là giặc giả chiến tranh đấy không, quýnh nó bảo là thôi hết biết rồi, nó làm cho xáo trộn chấn động cả là thế giới này, xăng dầu lại lên giá, tàu biển mặn không được, thế nào hôm nay cũng có tàu biển đi mặn vòng vòng con cái cứ, lúc đó mặn không được gì đó, người bị dầu lên giá mà không có lợi, mà bây giờ đây cũng còn một số đi mặn lỗ còn đậu ngoài nằm dài quá không dám vô. Mà đây là tôi nói bà con, tôi không nghe chứ tôi chưa nói tới người ngoài à, mà có chuyện là tôi đâu có sợ gì đâu, vì bà con tôi làm ăn mà đang rõ ràng phải không à, vậy thì bây giờ đó bà con xét coi sủ dần đa bệnh lại còn đa binh, rồi bính dần mới đinh mão ngẩn ngơ đến cơn bác lạn là chạy quơ với vàng nghe không, mà nếu không tu quơ nó đứng thầy nó quơ với vàng chứ giấc nó quơ tiền nó về nước mà quơ không có khó gì không có được đó. Vậy thì bây giờ đã qua cái năm dần tới năm mẹo ta, năm dần thì nhiều chỗ bơ vơ, thì bước qua năm mẹo là như tơ rối cuồng nó theo. Cái chuyện này là cái chuyện quan trọng, nó có chấn động đó là cả hoàn cầu thế giới. Bây giờ cái chuyện gì đó là năm nào cũng phải chấn động cả thế giới chứ không có nói riêng ở nước nào hết á. Thì bây giờ mấy ông thấy rõ ràng bước qua cái năm mẹo này rồi, đó là động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. Nó là Việt Nam mình phải qua bển tiếp diện, nào là gạo thóc rồi nào là người qua bển tiếp diện phải không? Cái này là nó thực tế không? Phải thầy nói là việc sẽ đến đây tiền sự thật, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp. Nghĩa là máy thiên cơ mỗi phút mỗi thai nẻo thành chi như thể tên bay, thì đường dinh dục rủi mai chỉ có lát à. Nếu bà con nào mình làm ăn cái gì đó không, thì mình phải dòm thật giới thức thầy, thì mình nhìn ra thế giới nha, đặng mà lo tu nó kịp cái thời gian sắp tới đây. Giờ này tu còn kịp, tu còn kịp nha anh em kiều bào mà ở Việt Nam mà đi mặn nước ngoài ráng lo niệm Phật nha, thầy mới cứu được đó, ráng lo tu niệm đặng thầy cứu cho. Bây giờ đi ngoài không có cúng lại được gì hết là ráng lo niệm Phật, nó kịp cái thời gian. Chứ bằng không của mèo này là dữ dội à. Mèo kêu là ba tính lo xong, đến chừng rồng rắn là máu đầu chỉnh ghê đó, là giặc giả nó tới à, chứ không phải nói cái chuyện đơn giản. Đức thầy nói là không có nói chơi, ông Phật mà xác lĩnh đau quá phải không, mà nó ăn với cái câu giảng là của Đức thầy nó giới thiệu đó, nghĩa là trạng trình truyền sống có mấy lời là năm rồng rắn ngựa dê chúng sanh thế giới, nghĩa là ê hề thấy phá hết đó. Thì quý vị thấy cái này đâu phải chuyện đơn giản, mà nếu tí sủ nó không có thì cái năm thìn này làm gì có, mấy ông có đồng ý không? Là phải có phải không, có thì phải tu, mới tu mới được phải không, còn nếu không tu là chuyện này bị phạt, chứ không phải chuyện là đơn giản được. Nói vậy thì con mèo này nó kêu rồi, bắt đầu nó kêu rồi đó là tới không ai chịu chạy, cũng như là thấy trời mưa đó kêu vô nhà đục, thấy không, mà không đục thì lạnh chứ sao, nghe không, rồi nghe là mèo đó hết thì rồng bay dơ dẫn khắp hoàn cầu chuyến này, nghĩa là nghịch lẫn cùng nhau. Thì bà con bây giờ bắt vô tiếng lên coi phải cái hoàn cầu gì nghịch không, nghe không, thấy có cái nghĩa là phe này phe kia nó lộn xộn nhau, có phe nào thẫn nhau với nhau không, có thẫn không, bắt lại lên coi đó, thấy không, mà nghe là không nói mèo đó hết thì tất nhiên cái trong cái năm mèo này gần hết năm mèo là mèo đó hết, nghe không, nên thì nghe là nó sẽ xảy chuyện phải. Rồi tới con mèo nó lui, rồng tới bay dơ dẫn thì thế giới chiến tranh nổ khắp bụng, thấy không, nó nổ khắp bụng cái đó rồi cái thế giới này mà nổ đó, mà bà con đồng bào trong đất nước Việt Nam rồi ở nước ngoài mới nghe được coi có hay không, nếu có là bắt đầu phát tâm tu, chứ đâu có gì đâu, tu là hưởng, mà nghe lời Đức thầy bây giờ cúng lại không được thì kia nó thì dừng lại là lo niệm Phật. Đức thầy phải cầu mà, nghĩa là cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài ắt lên. Quý vị ơi, sự thiệt đó ăn, hồi trước đây 2 năm tôi có rủ người ta tu đó, sáng tu tới chiều đó là cho 100.000, mà năm nay nó có đồng đạo chuẩn bị các nhà bự ra quý vị nhá, ở Kiên Giang nghe không đó, mà giờ niệm một nửa tiếng đồng hồ cho 100, trời ơi, bà con nào bây giờ đi nước ngoài nữa mà là thất sở thì đó là
về Kiên Giang là đăng ký rồi đang mà tu. Thấy không? Bị gì thế này là Đức Thầy nói cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật, nó lại liên đài hát lên. Thấy không? Mà niệm Phật là đã tiền vô sao không làm? Thấy không? Cái này là phải nói là cái quá vô. Thằng thợ tu dung sáu môn, nếu bây giờ tính già già cơ hội này là thất sở rồi vô đăng ký niệm Phật nghe là thầy. Thấy không? Nè, vậy thì bà con mình mà ngăn nước ngoài là làm sao tháo gỡ niệm Phật mà thấy không em? Trở về Việt Nam, trở cho nhanh, trở về An Giang hoặc là Kiên Giang lo tu cho nó kịp cái thời gian sắp tới đây qua câu giảng của Đức Thầy là đời cùng. Đời đó cùng rồi, phải tu cho nó gấp mới kịp thì đặng xem báu ngọc ly kỳ năm non, Phật cương bổn đạo như con, muốn cho bổn đạo lòng son. Nghĩa là ghi lời, bây giờ ghi những lời nào của Phật Thầy, thì ghi cái lời nào của sư giải, nó ghi những lời nào mà của ông ba. Thấy không? Nói vậy thì bây giờ đó là ghi những lời nào Đức Thầy để chúng ta tu cho nó kịp cái thời gian sắp tới đây. Tại vì năm nay nó là vào cái năm mẹo rồi đó, mà đi năm mẹo là thấy nó biến chuyển rồi trên cái quả địa cầu này. Thấy không? Thì cái trái đất này bây giờ mình đã thấy hết rồi, còn gì nữa đâu. Nè, mà khi mà bên đây đó cũng như cái tuần hát bây giờ đó là ông Bổn Sư ông nói đó, bây giờ tuần hát này nó ra kép nó ra trước, phải không? Bây giờ Mỹ á, là nó ra ngang dân tuần rồi đó, rồi kế nữa là Pháp lại còn có kép anh. Nè, thấy chưa? Còn bên kia đó tướng nó ra nữa, thấy không? Bây giờ là tướng Tàu, tướng Ấn lại còn có tướng Nga, sau lưng có tướng Nhật, đó, thấy không? Bây giờ nó ra tranh tài, bây giờ bắt lên coi có thấy mấy này không, nó ra nó tranh nhau. Mấy thầy có không? Nếu có, thì bây giờ tới đây là phải lo trở về nội tâm lo tu cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây. Là đời cùng còn chẳng mấy năm, phải không? Đó, khắp đồng các nước, nghĩa là thấy nằm bằng ngon. Cha thì chẳng thấy mặt con, vợ thì chồng chẳng được còn thấy ra. Dương trần kẻ khóc, người ta không nói tên ai hết. Thì bà con của mình thấy coi vừa qua rồi động đất, nhớ là ở Thổ Nhĩ Kỳ và ở Syri phải không? Thì quý vị thấy rõ ràng là dương trần phải kẻ khóc người ta. Tuy nhiên người thì mất chồng, người thì mất vợ, thấy không? Rồi vợ thì mất con mất cháu, phải không? Rồi bây giờ mất cả cái nhà luôn, mất tài sản sạch ai còn gì nữa, sống dài đây. Vậy thì mấy người này phải có máy bay bay bên rước về Việt Nam, về nuôi cấm mà thôi, thấy không? Nó là như vậy. Chứ còn bây giờ nếu mà lâm bom đen mà đi mà nước ngoài thì kia nọ là bao động nó khổ nạn sắp tới đây. Bây giờ ông sư giải cho biết rồi đó, bây giờ tới đây đó là ông nói nạn tay dồn dập sớm làng còn chi, cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm dậy còn gì trời vô thôi. Hết biết rồi phải không? Còn cái gì nữa mà không đúng, nghe không? Mà là cho nó kịp với cái thời gian sắp tới đây. Bà con nào phải biết nó đi về nè, cúng cố nè, mới quay cái địa điểm ông cố cái đầu mới thưa thôi, mà bây giờ phải rực rỡ nè. Cho nên hay Dũng tin tưởng bây giờ nếu đi về cúng cố cái tại đây gì ông thấy chỗ một, đi về ông thứ hai, chỗ ba, chỗ tư thì mới nào là hoàn toàn đầy đủ no đủ gì đâu, thấy mà ham, thấy không? Thấy mà ham vậy đó. Chứ còn mà đi nước ngoài giờ thấy hết ham, hết ham rồi, bị giặc giá chiến tranh nó tắt, thấy không? Vậy thì nghe là con mèo này nó lui rồi đó, là rồng tới bay dơ dẫn thế giới chiến tranh nổ khắp bùng rồi thì tên lửa nó sẽ bắn, phải không? Nó quỷ diệt đó là cái trái đất này. Cho nên cục kia nó chọi đồng minh thì hai sông khô cạn, nhật tinh rạng ngời thì ngọn thủy triều mới nô nước sụt sâu, thì bầu trái đất một phen lưng diễn là nó quay à, nó quay nó mới chạm dùng cù lao, thì một cù lao sụp trước làm đầu, mã long ứng ngữ ra hầu quan thiên, nghĩa là quan trời xuống đi giữ người hèn đó, thấy không? Còn trên này thì sấm giang thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới khắp tràn tử thi, chữ thi gần chữ sầu bi, vì ham của báo ly kỳ mau rơi đến chừng đó mới trời ơi đất hỡi mang khổ hình gì bởi chẳng tu. Nó thấy không? Không có tu mà vô dành cái chỗ của mặt không à, thấy không? Có tu gì rồi xanh quanh đây có chừng động đất nó sập chạch ăn. Cho nên ông ba ông cũng có chỉ cho mình
nếu nó động đất rồi là dở sơ cô là thấy mua nhà chỉ ngọn cái dầu trống lỗng cửa trời, phải không? Người hung khó tới, mày đổi dời hiền lương đó, cái người hiền mới vô đây được, người hung là không có vô được. Cũng như giờ theo khóa Phật nha, khóa thầy nha là chết đó. Thầy biết sao không? Mình có coi chuyện đó, cái ông Tề Thiên đó mà ông đi cổng con yêu đó, ông nghe lời Tam Tạng đó, nó trá hình cái nó cười, ông ở dưới mà chết chết lên không? Là thầy chuyện chưa? Khi mà hết cái nhiệm vụ ông rồi là quýnh yêu chết, chứ không phải nói chuyện đơn giản. Vậy thì tri ra của Phật thầy đó là chẳng này ông Tề Thiên còn phải xuống đây. Vì vậy nghe là ông Ngọc Hoàng xây chư tướng chú răng trần thế, ai xuống mới được chứ? Chỉ là ông Tề Thiên xuống, tôi tri ra là tôi thấy chỗ này là Tề Thiên ông dạo khắp mọi nơi ạ. Càng khôn thế giới rắn mà tĩnh tâm, việc đời ông ấy còn chẳng mấy năm, sao không lo tu niệm rằng là để làm thánh tiên, phải không? Tới ông Tề Thiên mà ông dạo rồi đó, cái hạng của ông xuống đây ông làm mấy chuyện này nó mới được, chứ không có ai xuống đây được hết trơn hết trơn. Nên thành ra từ cái chỗ đó mà giờ này nghĩa là mình đã thấy hết trơn rồi, cho nên giờ này nghiên cứu tới đây rồi là mình thấy chỉ thì giàu cái đoạn giữa này đó là khó chịu rồi đó. Nó cái năm mẹo năm nay là mình không đủ chứng là mình đã chết hoặc là mình đau. Nếu bà con thấy coi phải cái gì không mà đến thầy nó lớp đau chết kể thôi vô số rồi đó trời. Nó mà mới cái tháng 2 là thấy thôi nó ê chệ ra rồi, nó hổi âu ra rồi, cảnh là cái việc làm ăn bây giờ nó khó khăn. Bên kia thì nó trưng bày tên lửa nó phe, phải không? Cho nên nó là ông cho biết đó là sau này cù lao sụp rồi ông mới về là chừng nào giết giặc 7 năm thì ông về tới mặt dương chẳng còn, ông chỉ luôn. Khi mà thầy về rồi thì cái mặt dương có sập, động đất thì còn có chỗ này đây nè. Thấy không? Thầy người tu mình vô đây mình đã cho ai vô? Thì giác này thấy đơn rồi đó. Bây giờ xuống số 1 cũng ngon lành phải không? Về số 2 là cũng em phải không? Số 3 là cũng ngon, về số 4 là thôi. Cũng em mà vòng vòng đi giờ thôi, đất nó quá tốt. Mình vô đây người tốt cũng nhiều nữa. Vậy đây không có còn gì nữa mà chúng ta không tu, tu để hưởng cái phước thừa của Phật, Phật ban cho mình. Giờ này đó là chỉ còn có cách là niệm Phật mới kịp cái thời gian, bởi vì mình quá khổ. Thì mình niệm Phật giống như mình kêu cha mình vậy đó, ba ơi cứu con, ba ơi cứu con, phải không? Mà giờ ông Ngọc Hoàng ông muốn xử, mà nghe con của ông A Di Đà quá trời kêu là ông, thấy không? Ông ấy qua đây thì ông ấy tâu Ngọc Hoàng để Phật dạy trần suốt dạ. Thấy không? Vậy thì bây giờ này chỉ còn cách niệm Phật mới kịp cái thời gian, chứ không còn cách nào nữa đang trần. Nó mù lắm rồi. Nói vì năm nay là tới cái năm mẹo rồi thì nó vào cái năm thành này là khó chịu. Con rồng mới nữ cúc năng thì trong ba tánh thất thành hải hùng. Thấy không? Vậy thì nghe là con rồng rồi đó là thành rồi tới thị. Thì ông nói là con rắn nước dưới hang coi ngựa chạy khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, thì ông chỉ ngoài kia ông nó đâm tay trộn rộn trời che sát thì nam bắc đây này đất trở thành, cái nghĩa là người ta rồi là tới mình nào em đã rõ ràng gì chứ không có gì khác hơn. Rồi ông ba cũng nhấn mạnh tới đó rồi nhân vật mười phần, thấy không? Nghĩa là nó hao 7-8 người ta không còn đâu nữa, hao 7-8 thì gì thì còn đâu, có hai à, hai rưỡi gì đó phải không? Thì giờ này thì trong cái giai đoạn này mình thấy hết rồi, thì ở đây kêu gọi bà con của mình ráng. Lúc này thì nếu thấy được kinh giảng, thấy được anh em mà nói thì ráng nhìn cho kỹ rồi trở về cái nội tâm mà lỗ tu, chứ bằng không thì phải nói là không ai cứu giảng mình được hết á. Chỉ còn cách là chúng ta vô cửa dòng bốn thẻ này thì sống mới nổi, chứ ngoài là thấy sống nổi rồi đó. Đó rõ ràng, bây giờ Đức Thầy nói mà, có sắc lệnh, nghe không? Ông nói là đến chừng đó, là bốn phương có giặc khắp hoàn cầu này nè. Nghĩa là thiết tha tha, dậy sớm mau, kiếm chữ ma thì Phật cứu, khỏi nơi khói lửa, nè, thấy không? Bây giờ đồng ý bà con của mình, anh em nào chịu về tu không, chịu nó Phật không, đặng Phật mới cứu được, khỏi khói lửa. Chứ bà không đó, là giặc giả chứ nó tới thì vô cửa không được, làm sao? Không vô. Ở ngoài là chết chứ sao? Mà đâu phải giặt chiến tranh không nha. Bệnh nữa. Không có chuyện đơn giản à, đơn giản phải hết định rồi. Đi phải hết định rồi. Là cái giặt giải chiến tranh qua rồi là tới giặt anh tên kia nó xuống nữa. Đó, là rắn to tên gọi mãng xà, trên rừng nó xuống, là nó tha dương thần.
Vì bà con Việt kiều kiều bào khắp bốn biển liên giang hòa đông dữ lắm, mà vô cửa không được. Ở ngoài cà quanh tôi hỏi ông, dân mập dân Việt kiều không cắn tư đeo vàng ha, thì nó xuống nó bỡ chứ sao, quất chết mà chết mà chết. Chứ phải như ông hai này với tôi đây đen đen nó không ăn, thấy không? À, vậy thì bây giờ tới cái nạn gì nữa, ăn nó phải diễn đồ chơi. Thì tới là nghĩa là hổ lang ác thú muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đau đo. Ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt, thì xe toàn xã hội mới ra cái trận này. Tiêu hồn rồi tiêu sắc người ta không còn nữa. Rồi tới cái nạn gì nữa, tới cái nạn ông chỉ dạy nó là trên trời nó xuống nữa. Nghĩa là bấy lâu dạy chẳng nghe lời, để cho ác thú trên trời xuống ăn nữa. Trời ơi, ở dưới này nó quất no đủ trên mà trên trời nó xuống nữa, nó quất còn gì, thấy không? Vì không có tu có gì trên thì bấy. Nên là đền nạn nhân nào quá đấy. Hồi đó giờ mà thịnh ra ngoài thấy không, giờ này bữa lại liền chứ không còn nói nữa. Nè, rồi tới ông ba cũng nói nữa, việc gì không biết thì hay nha, việc thật mà không biết đó là tan thay mất hồn, chứ không phải cái chuyện là đơn giản. Thằng này là ông ba nói đó, thấy không? Thì tao bây giờ như vậy đó nha, nói cho bà con mình biết đây là nó vào cái năm thành thị này là dữ dội, chứ không phải chơi. Bởi vì mèo kêu gián, mèo kêu gián mà, thấy không? Rắn rồng còn phải sợ chạy đó, vào ngàn ẩn thân chứ không phải nó chơi. Xuống chi mình con người mà không chịu tu đang chạy với bốn thẻ mà ẩn thân, thấy không? Con rắn con rồng nó còn sợ nó chạy đó chứ không phải, đấy, chứ đâu phải nói chuyện đơn giản. Nên bây giờ mình ngưng đi, nó khàn tiếng rồi, hay nó ổng thì nó nóng chứ sao nó. À, kính thưa với bà con đó, thì hôm nay đó, thì trên cái clip này thì bà con nào có coi rồi, có nghe qua rồi thì nhận cái chân lý đi giác ngộ, tu cho nó kịp cái thời gian là vô trong cái giai đoạn 4 trong cái năm này, là thành tỷ ngọ mùi trong 4 năm này. Thì nếu mà chúng ta có điểm đó thì chúng ta vô được 4 con thẻ thì chúng ta mới thấy được Đức Thầy. Chừng gặp thủ mùi đó là bá tánh biến thân, khổ nạn quá rồi thì Đức Thầy về mới trợ giúp cho mình. Nó cũng như là mà chừng gặp thủ mùi đó thì bá tánh biến thân, thì một cù lao nó sụp trước làm đầu, thì như vậy thì nghe là quan trời xuống mới giữ mình. Vô bốn thẻ này bà con mình nhận thức được cái clip này thì mới thấy được Thầy như có điểm. Có điểm rồi đó thì phân bổ cho mình, cũng như là chịu nạn núp ở đây. Đoạn qua là cái giai đoạn sau là nó nguy hiểm vô cùng. Giai đoạn sau mà còn lóc chóc đó này kia nọ đó, thì tới cái năm tích đó là Đức Thầy Tây An nó đã có giới thiệu với mình rồi. Tới cái giai đoạn này là nó khó lắm, chứ không phải nói chuyện đơn giản. Vì vậy vô đó chưa có ổn định mà mình lại mình nói mình tu theo Thầy, nghe không? Đó, Thầy tu Thầy tôi, mà Thầy biểu bên đây là bên kia, biểu bên đây mà làm bên kia đó. Vậy thì hôm nay đó nói trong cái đoạn này đó thì bà con của mình thì phải nắm bắt cho biết, cho nó rõ để có điểm, để rồi chúng ta nhận được chân lý rồi thì qua cái mà là con rắn nó núp dưới hang rồi, nó coi ngựa chạy này rồi đó, thì khỉ ngồi trên ngọn ngó gà bay, thì đông tây trộn rộn trời che sát, thì nam bắc cái hè đất trở thay. Thì hết trong cái giai đoạn 4 năm này thì rồi thì tiếp tục thêm 4 cái năm mà là kế tiếp, là giống như 12 năm là trong con giáp này. Nó mùi, mùi rồi tới thân, rồi tới dậu, dậu rồi mới tới là tức hợi đó. Vậy thì tới cái năm tức đó thì mới cho chìa bá gia, yên nơi, yên cửa, yên nhà, đố ai tranh đặng nước nhà Tây An. Đố ai nha, tranh không có đặng, chó đó mà có xuống hang rồi đó, chúng tôi cho khỏi Tây An giữ gìn. Ngày sau Phật xuống thành linh, nghe không? Nghĩa là độ trong ba tánh giữ gìn chúng sanh, là như giữ gìn mình để mà tu nè. Tại đó đó, vậy thì em mới bầu lên, cũng như sau này là cái nước Ba Lan nó lên, nó làm từ công đó. Nó lên rồi đó là 100 nước là chứ không phải một nước bầu lên à. Nó mà xử cái vụ này nè, là Ba Lan nó lên làm chức từ công. Đó. Vậy thì nghĩa là thằng nào trắng rớn là chém trong pháp đạo. Trắng rớn là cũng như trong đạo mà hành không đúng đó. Nó rồi
tìm ra mối đạo Tây An thằng nào tà đạo chết đầu để gì. Nghe thấy không? Nghe nói tới đây là không phải nói cái chuyện đơn giản, là trong bốn giai đoạn là bốn cái năm sau, là giai đoạn giữa là mình đã qua hết rồi, được ở trong bốn con thẻ rồi, nghe không? Mà lại là còn lóc lừa lại nữa, chứ không phải nói cái chuyện chơi. Sau này đó thì thôi quý vị ơi, tới mà là mình mà cái người mà tu mà chân chánh rồi đó, nên thì ra có đó là mình mới được hưởng. Chứ còn bây giờ đó là hiện bây giờ mình thấy coi là mình cũng biết rồi đó, nên đồng đạo tu không đấy nữa. Mà vậy đó mà là Đức Thầy nó cũng vì tiền mà Phật giáo phải ngưỡng em. Đừng trọng bạc tiền mà bỏ nghĩa, bỏ nhân, thấy chưa? Nên là mình là theo tiền bạc rồi là tình, nghĩa là bỏ nghĩa, bỏ nhân hết đó. Rồi bây giờ mình đọc được cái điều thứ ba coi. Nó điều thứ ba là ta cho nên ăn xài chưng dọn thái quá mà lợi dụng tiền tài, gia đình quân như nghĩa, và đạo lý đó theo. Đức Thầy nói rất rõ, nó thì lợi dụng tiền tài rồi đành quên như nghĩa trơn, thì nó giống như cái người con bất hiếu, nghe không? Nghĩa là mặn ăn giờ khá giả rồi đó, thì nghĩa là bỏ cha bỏ mẹ, quên cha quên mẹ. Mà Đức Thầy cũng nhắc trước rằng rồi, nhưng mà hẳn nhất trong đồng đạo của chúng ta đây, nó thì mình mới đọc lên coi Đức Thầy nói gì trong đó. Còn mình nói ngắn ngắn thôi, thì ra là Đức Thầy là dạy cho mình đó là khuyên bốn đạo thì lập thân nuôi trí đang chờ ngày ý kiến Phật trời, nghĩa là quá yêu dân càng tỏ nhiều lời cho thằng hạ tìm trong lính đục, chẳng chịu tu mãi còn lục thục lo giàu nghèo, lo cũng chẳng rành cái ham công danh, chứ quên chữ sanh thành mến phú quý, quên câu dưỡng dục, nghe không? Nghĩa là mình mến hai chữ này rồi là mình quên, thì nó giống như là mới thất thiền cái đạo trên này, anh em và bạn không nhầm gì đâu, phải không? Nó quên. Mà Đức Thầy nhấn mạnh đừng có trọng bạc tiền mà bỏ nghĩa bỏ nhân, thấy không? Thì sau này đó là cái tết này coi chừng là chắc đến, thấy không? Chắc đến à, là chém không phát đàn, chứ không phải nói chuyện chơi. Nó nhắc cho đồng đạo của mình ở trong tỉnh An Giang, thấy không? Rồi đi các nơi, không phải nói chuyện đơn giản đâu nghe quý vị anh em đồng đạo. Thằng nào mà sau này đó nghe, nói thầy tu nó mà nói không nghe lời đó là cái tết ba la lên là nó chém rồi, chứ không phải nói chuyện chơi. Hay dũng tri ra rồi ở trong của Phật thầy Tây An là phát triển đơn giản, thằng nào chán rớn là chém trong pháp đàn cho phải chơi, rồi tìm ra mối đạo Tây An, nghe không? Thằng nào tà đạo chém đầu để chi, không còn mất lăng sao này. Đừng có nói vô dụng bốn dòng ông thể này mà bà đặt nói mà tu mà không giữ giới lực này kia nọ là không phải chuyện nữa chơi, rồi bỏ tình anh em huynh đệ cha mẹ bất hiếu, đen là kẻ gặp ông Nguyễn là cũng tiêu, gặp lính ông Cố cũng tiêu, rồi gặp lính ông Ba là kẻ tiêu luôn. Đó, sau này là cứu lương hiền chắc cứu người không kẻ gian ác, đến sau tiêu diệt, chứ không phải nói cái chuyện là đơn giản đâu. Đó, chị thì hôm nay đó nói cho bà con mình biết là kết thúc cái đề, nãy giờ thì nói trong cái giai đoạn trong cuộc giáp này, nhưng mà hôm nay đó là cái đề này cũng như là nó quá xa rồi, nó quá xa là kết thúc rồi, cho nên buộc hay Dũng phải nói nó hết ý và tới cái năm tức luôn là cái chỗ đó. Tại sao lý do lại vậy? Đó, cho nên cái này là mình đó là tu giả, thấy không? Nhờ cho nên gạt đồng đạo, đó, rồi gạt thầy, đó, cho nên thì cho nó mới bị kiểm tra lại là chết đầu trên để thằng nào trên là cái chỗ này. Ông ba ông tức đến đầu đó là ông cắt cổ đúng quý vị, chứ không phải nói cái chuyện chơi. Nó thì thôi, thì mình nói giai đoạn của ông ba, mà nếu nói tới giai đoạn muốn trung thực nữa là còn giữ nữa. Vì những người hại ông ba, những người như là hại ông Nguyễn, rồi những người hại cố lắm thì mấy tay này chừng nữa rồi đó, kể như là nó vô cái giai đoạn này sao đó. Thì nói đây bà con của mình hẳn nhất là đồng đạo, em cháu, thấy không? Hồng Tấn sau này ráng lên mà coi cái giống Đức Thầy để có chữ trung và hiếu. Sau này Đức Thầy chỉ chọn hai cái người này mà thôi, nghe không? Hai cái chữ trung và hiếu, hiếu trung lòng chữ dụ quên, thì sống lo trọn đạo thác lên thiên đài. Tôi bây giờ hai Dũng cũng kết gọn lại trong cái đề này, trên dưới nãy giờ chắc cũng khoảng 30 phút đồng hồ, để cho bà con các nơi đi không được thì nhìn được cái clip này ở trong cái ngày lễ kỷ niệm của Đức Cố, để mà lo tu kịp thời gian. Quý vị ơi, bà con ơi, thôi quá khổ rồi. Thôi vậy thì trước khi
mà hai Dũng chia sẻ nãy giờ trên dưới khoảng nước tiếng Hồ thì cũng không biết nói sao hơn, cũng không biết chi để rồi bù đắp được cho cái công cao thượng của vị mà những bà con ngồi đây nghe, mà nhiều anh em các nơi mà nghe, nên thì cái điều này hai Dũng không biết nói sao hơn. Không có lý chi bù đắp được cái công cao thượng đó thì trước khi dứt lời hai Dũng không quên nguyện thần anh Tam Bảo và mười phương chư Phật và quan linh của tổ thầy và quan thượng đẳng đại thần chư quan cụ thần chư vị sơn thần chư vị năm non bảy núi cảm ứng chứng minh cho toàn thể quý lực vị được thường tâm an lạc và sáng suốt tu hành tinh tấn cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.